Trưa ngày 27 tháng 5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một thi thể nghi là nghi phạm giết vợ hờ rồi bỏ trốn cách đây hơn 20 ngày. Thông tin ban đầu, thi thể này được hai người dân địa phương phát hiện ở vùng rừng Chút Mút, xã Lâm Thủy, Lệ Thủy, giáp biên giới Việt, Lào, cách hiện trường vụ giết người khoảng 200m. Khi lực lượng chức năng có mặt, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy. Bên cạnh có một đôi dép, một chiếc mũ và một sợi dây treo trên cây. Sau đó, cán bộ đồn biên phòng Làng Ho đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang đến hiện trường để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định chính xác nhân thân của thi thể. Qua những dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi vấn đây là thi thể của ông Trần Văn Thông, nghi phạm chính trong vụ giết vợ hờ xảy ra hơn 20 ngày trước.